hoàng đế xinh đẹp thể chất bị ngược đãi yêu nghiệt quận công. Nhan tịch, một cái công tác không thuận lợi, lại bị thất tình xả súc đáng thương, chỉ là bởi vì ở trong hộp đêm sờ soạn một chút tiểu sữa chó cơ bụng, liền mạc danh kỳ diệu hồn xuyên thành tịch chiêu chi chủ. Tịch nhan Nguyên chủ kiệt ngạo bất tuân, lại yêu sắc đẹp, dùng mỏ vàng trao đổi hoàng tử không được sủng ái của một quốc gia nào đó. Huyền ung, nuôi nhốt trong cung. Quy bức, vòng cấm, Huyền ung hận nàng thấu xương, nhiều lần nhảy hồ tự sát. Một ngày nào đó, nữ ma đầu lương tâm phát hiện, rút thị vệ trong coi hắn, còn cười với hắn, hắn cười khẩy. Hồ nước uống nhiều, đầu óc nước vào. Tỷ tỷ nể tình ngươi lớn lên yêu nghiệt như thế, đối với ngươi tốt lại còn không biết đủ, không cảm ơn, có chứng hoang tưởng bị hại đi. Nữ ma đầu coi trọng bộ dạng cùng huyền ung sàng sàng như nhau tiêu kỹ, quân tử khiêm tốn, còn có một tay trù nghệ giỏi, quả thực chính là đối tượng ông trời vì nàng đo thân chế tạo nàng tìm được yêu nghiệt nào đó chúng ta bàn giao dịch người giúp ta giải quyết tiêu kỹ ta thả ngươi tự do mỗi yêu nghiệt đơn giản như vậy không có điều kiện khác nữ ma đầu mỏ vàng trao đổi kia trả lại mỗi yêu nghiệt ta phi gọi ngươi nữ ma đầu đều là cất nhắc ngươi thiết kê chương 1 quán ăn đêm cốt play bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Một buổi sáng xuyên qua, có được hậu cung Mỹ Nam ba Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Nàng thật đúng là số khổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Giả bộ lão sói vẫy đuôi cái gì? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Như thế nào không ấn chiếu sáo lộ đi? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Người bệ hạ này làm mệt lòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Quang Minh Chính Đại Đạo Chân Tường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ăn hàng bệ hạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Tự mình xuất cung bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test